Bản tin quân sự thế giới hôm nay có những thông tin nổi bật sau. Mỹ không kích vị trí của phiến quân Saba tại Somalia. Căng thẳng ở biên giới Serbia và Kosovo tiếp tục leo thang. Liên minh châu Âu sẽ phải trả lại tiền cho Nga, nhưng có một điều kiện, đó là khi các biện pháp trừng phạt liên quan được dỡ bỏ hoàn toàn. Các quan chức quốc phòng cấp cao của Ukraine và Thụy Điển gần đây đã thống nhất thời điểm Stockholm chuyển giao một số pháo tự hành Archer cho Kiev. Sau đây là nội dung chi tiết. Mỹ không kích vị trí của phiến quân Sabaab tại Somalia. Bộ Tư lệnh Châu Phi của Mỹ đã xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết cuộc không kích được thực hiện vào ngày 26 tháng 5, nhằm hỗ trợ chính phủ liên bang Somalia và phái bộ chuyển tiếp của AU tại Somalia. Theo các đánh giá ban đầu, không có thương vong dân thường trong chiến dịch này. Trước đó cùng ngày, Al-Sabaab, nhóm cực đoan có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda, đã thừa nhận tấn công căn cứ quân sự tại Bulomera, cách thủ đô Mogadishu 120 km về phía tây nam. Căn cứ này là nơi đồn trú của lực lượng Uganda thuộc ATMIS. Các tay súng Al-Sabaab đã lái một ô tô xe chở chất nổ vào căn cứ quân sự trên và đấu súng với lực lượng Uganda tại căn cứ này, gây thương vong nặng nề. Uganda là một trong những quốc gia đóng góp lực lượng cho ATMIS để ngăn chặn và truy quét các phần tử khủng bố ở Somalia, cùng với các nước khác gồm Burundi, Djibouti, Kenya và Ethiopia. Serbia chỉ trích lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO sau vụ bạo lực ở Kosovo. Căng thẳng ở biên giới Serbia và Kosovo tiếp tục leo thang, khiến quân đội Serbia gần biên giới Kosovo được đặt trong tình trạng báo động cao. Các quốc gia phương Tây kêu gọi hai bên kiềm chế và tìm các giải pháp thông qua đàm phán. Người Serbia ở Kosovo đã xuống đường để ngăn cản các thị trưởng mới đắc cử vào cơ quan. Các cuộc đụng độ nổ ra khi cảnh sát Kosovo ngăn chặn các hành động của người biểu tình. Các nhà chức trách cho biết ít nhất 5 cảnh sát và nhiều người dân bị thương trong các cuộc giao tranh vừa qua và một số xe hơi đã bị đốt cháy. Trước diễn biến này, NATO đã đưa ra một tuyên bố chung kêu gọi Kosovo xuống thang. Các cường quốc phương Tây cho biết, rất quan ngại trước quyết định của Serbia về việc nâng cao mức độ sẵn sàng của các lực lượng vũ trang ở biên giới với Kosovo. Các nhà lãnh đạo và an ninh của Serbia do Tổng thống Aleksandar Vučić dẫn đầu đã gặp nhau tại Belgrade trong ngày 27 tháng 5 sau các cuộc đụng độ bạo lực một ngày trước đó giữa cảnh sát Kosovo và người dân tộc Serb khiến nhiều người bị thương. Trong một động thái cứng rắn trước đó, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić nhấn mạnh nước này sẽ không ngồi yên khi người Serb ở phía bắc Kosovo bị tấn công. Serbia cũng lên án lực lượng gìn giữ hòa bình do NATO lãnh đạo đóng quân ở Kosovo không làm đúng trách nhiệm của mình, vì đã không ngăn chặn các hành động vũ lực của cảnh sát Kosovo đối với người dân tộc Serb. Người phát ngôn của NATO Longescu kêu gọi các tổ chức ở Kosovo xuống thang ngay lập tức và tất cả các bên cần giải quyết tình hình thông qua đối thoại. Vấn đề liên quan tới số tài sản của Nga bị Liên minh châu Âu đóng băng đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Sau khi bắt đầu cuộc khủng hoảng Ukraine, các quốc gia EU đã áp đặt vô số lệnh trừng phạt đối với Nga, dẫn tới việc tài sản của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga và một số công dân Nga đã bị đóng băng. Theo các nhà phân tích Đức đến từ ấn phẩm ZDF, Bruxelles muốn tịch thu số tiền khổng lồ này, nhưng họ đang phải đối diện với một số vướng mắc. Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, EU, đã đóng băng tổng cộng 300 tỷ euro tiền của Ngân hàng Trung ương Nga, họ đang nỗ lực tịch thu số tiền này, các nhà phân tích của ấn phẩm tiếng Đức cho biết. Tờ ZDF lưu ý, Bruxelles với tất cả mong muốn của mình vẫn không thể tịch thu tài sản của Nga. Luật pháp châu Âu không cho phép điều này. Các nhà chức trách EU đã tìm nhiều cách thức và lựa chọn khác nhau để lấy khoản tiền bị đóng băng của Liên bang Nga sau đó chuyển cho Ukraine, nhưng họ chưa thể tìm ra lựa chọn có thể chấp nhận được. Do vậy, Liên minh châu Âu sẽ phải trả lại tiền cho Nga, nhưng có một điều kiện, đó là khi các biện pháp trừng phạt liên quan được dỡ bỏ hoàn toàn. Bruxelles không được phép tịch thu tiền của Nga, các nhà phân tích của tờ ZDF nhấn mạnh, chúng sẽ phải được trả lại ngay sau khi lệnh trừng phạt hết hiệu lực. Nhiều cuộc thảo luận hiện đang được tiến hành ở Bruxelles về các lựa chọn thay thế cho việc sử dụng tài sản của Nga. Đặc biệt, khả năng đầu tư thông qua khoản tiền này đang được xem xét và EU có kế hoạch chuyển thu nhập nhận được sang Ukraine. Quyết định cuối cùng về đề xuất như vậy sẽ không được đưa ra trước hội nghị thượng đỉnh tiếp theo của Hội đồng châu Âu, dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 6. Tính năng pháo tự hành, cung thủ, Thụy Điển sắp gửi cho Ukraine. Các quan chức quốc phòng cấp cao của Ukraine và Thụy Điển gần đây đã thống nhất thời điểm Stockholm chuyển giao một số pháo tự hành Archer cho Kiev. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov hôm 25 tháng 5 đã hội đàm với người đồng cấp Thụy Điển Paul Johnson, thảo luận về gói viện trợ quân sự quốc gia Bắc Âu chuyển giao cho Kiev trong thời gian tới. Pháo tự hành Archer của Thụy Điển sẽ tới Ukraine trong mùa hè này. Các binh sĩ của chúng tôi được cử đi học cách vận hành xe bọc thép CV-90 sẽ sớm kết thúc khóa huấn luyện trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết trên Telegram. Theo Defendor, Archer là pháo tự hành được tập đoàn Bofors của Thụy Điển chế tạo và đưa vào trang bị từ đầu thập niên 2010. Tổng khối lượng khi pháo đặt trên xe bánh lốp là 30 tấn, dài 14 mét, tính cả bệ pháo, rộng 2,74 mét, cao 2,89 mét. Kíp chiến đấu 4 người gồm chỉ huy,
lái xe và hai người lính thực hiện nhiệm vụ điều khiển pháo. Xe tải bánh lốp dùng để chở pháo Archer được trang bị một động cơ diesel von Body 98AC3 có công suất 325 mã lực, nên xe có thể di chuyển với vận tốc 70 km/h trên địa hình bằng phẳng với phạm vi hoạt động lên tới 500 km. Archer sử dụng đạn pháo cỡ 155mm, tốc độ bắn cao nhất là 9 phát một phút, khả năng nâng góc nòng pháo nằm trong khoảng -1 đến 70 độ. Tầm bắn của Archer khi sử dụng đạn thông thường và đạn thông minh M982 lần lượt là 30km và 50km. Trong một số tình huống tác chiến, hệ thống vũ khí điều khiển từ Salimer đặt trên nóc xe tải chở Archer có thể được kíp chiến đấu dùng để chống lại binh sĩ đối phương. Một trong những điểm vượt trội của Archer là khả năng triển khai tác chiến cực nhanh, chuyển từ trạng thái hành quân sang khai hỏa khoảng 14 giây. Kíp chiến đấu chỉ cần thêm 60 giây nữa để nã 4 quả đạn và rời khỏi vị trí bắn. Nhờ vậy, kíp chiến đấu có thể tránh được đòn phản pháo từ đối phương. Tôi là Nam Phong và Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.